Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương nhằm tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Cùng dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Dự tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ năm 2022, tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, khó khăn hơn so với dự báo. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thương mại toàn cầu suy giảm và gặp nhiều rủi ro, kinh tế Việt Nam vẫn có một năm phục hồi và tăng trưởng rất mạnh mẽ vượt kỳ vọng, đã hoàn thành vượt mức 14 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP của nền kinh tế ước đạt 8,02% là mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Thu ngân sách nhà nước tăng 14% so với năm 2021. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,5% so với năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 732 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2021. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,15%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Thị trường tài chính tiền tệ vẫn cơ bản ổn định. Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh xám màu của kinh tế toàn cầu. Riêng đối với thành phố Đà Nẵng, báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, nhờ quyết liệt triển khai các giải pháp nên năm 2022, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng 14,05% so với năm 2021, xếp thứ ba cả nước về tốc độ tăng GDP. GDP bình quân đầu người đạt 4.309 đô la Mỹ. Kết quả này sẽ là động lực để Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023. Năm 2023, dự báo tình hình sẽ còn nhiều khó khăn. Thành phố xác định chủ đề năm khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Thì thành phố sẽ tập trung triển khai các giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm, phát huy những kết quả đạt được, nhanh chóng khắc phục những hạn chế để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Nhân hội nghị này, thành phố trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương đã quan tâm hỗ trợ cho thành phố trong suốt thời gian qua. Đồng thời, thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cho thành phố trong tháo gỡ các khó khăn của các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, kiểm toán để thành phố sớm khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, sớm đầu tư mở rộng nhà ga tên hành khách T1 của cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cho chủ trương về đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực và khu vực tư quan, quan tâm tiếp tục sửa đổi nghị định 144 về một số cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Đà Nẵng. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương nỗ lực quyết tâm cao nhất để thực hiện kế hoạch năm 2023 đạt kết quả cao hơn năm 2022. Theo đó, sẽ chủ động ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt là những khó khăn thách thức mới phát sinh, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, tập trung chuyển đổi số, tháo gỡ điểm nghẽn để giải ngân vốn đầu tư công.